Hello, xin chào cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục với chuyên mục làm những cái đồ trang trí, đồ handmade bằng tờ giấy màu và những tờ bìa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chế tạo một cái bức tranh. Một bức tranh làm từ những cái bông hoa, những tờ giấy màu hồng, những tờ giấy màu đỏ. Nói chung là nó là nhiều màu sắc các bạn ạ, cũng như tạo lên chúng ta một cái bố cục rất là đẹp để mình trang trí những cái đồ vật lên trên tường hay là lên trên cái góc làm việc của mình các bạn, sẽ làm cho mình thêm được những cái gọi là những cái sức sống, những cái điểm nhấn để chúng ta làm việc được hiệu quả hơn các bạn nhé. Thì mình mời các bạn vào trực tiếp để theo dõi mình làm những cái đồ trang trí này như thế nào nhé các bạn nhé. Vâng, ở đây thì mình đang chuẩn bị đó là có những cái màu sắc như vậy ở trong cái bức tranh của mình. Thì mình sẽ có một tờ giấy lèn màu trắng để tượng trưng cho là một cái khung đấy ạ. Ok không ạ? Tiếp theo đó thì mình sẽ chuẩn bị đó là một tờ giấy có kích thước là 7x7 hình vuông màu đỏ các bạn nhé. Đây là một tờ giấy màu xanh có kích thước là 6x4 các bạn ạ, màu xanh lá mạ. Đây là màu xanh lá cây, kích thước là 9.5x4.5. Ok, đó là những cái thành phần rất là quan trọng trong video này. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra hai cái gọi là những cái cành lá các bạn nhé. Ok, cái này thì mình sẽ dùng hai màu, đó là màu xanh lá cây và màu xanh lá mạ. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra những cái chiếc lá như vậy nhá. Đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị một cái hình vuông, mình chữ nhật, sau mình gập đôi lại. Khi mà chúng ta gập đôi được như này rồi thì mình sẽ cắt thôi. Mình sẽ cắt nhọn từ đây này, các bạn thấy không ạ? Vậy là được thôi. Vậy là chúng ta đã cắt được một chiếc lá. Và mình sẽ gấp nó lại thành để tạo được những chiếc gân ạ. Gân cho chiếc lá, cái xương sống của chiếc lá ấy. Vậy là mình mở ra này. Đó, vậy là chúng ta đã tạo được một chiếc lá rồi. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm là những chiếc lá màu xanh lá cây. Đó, rất là nhiều các bạn nhé. Và mình sẽ để gọn cái thành phần này sang một bên này. Thành phần tiếp theo trong video này nó là cái dạng cỏ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra dạng cỏ. Thì mình sẽ dùng tờ giấy chữ nhật và mình sẽ gấp đôi nó lại. Chúng ta sẽ dùng kéo để cắt nhé. Đây ạ, mình sẽ cắt nhọn này, bỏ đi này, và cắt nhọn này, bỏ đi này. Đó, cắt nhọn này, bỏ đi này. Các bạn cứ thế thôi. Ok, vậy là chúng ta đã tạo được cái hình một cái dạng cỏ rồi ạ. Khi mà chúng ta đã tạo được như này rồi thì mình sẽ dùng ngay cái chiếc kéo của mình để tạo cái độ cong cho cái dạng cỏ ấy. Và chúng ta sẽ gấp lại này. Thấy không ạ? Và cố định thì chúng ta sẽ cố định bằng keo lến các bạn nhé. Các bạn cố định bằng keo gì cũng được ạ. Ở đây thì mình sẽ dùng keo lến thì nó sẽ khô nhanh hơn, và để chúng ta thao tác sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Đó, các bạn thấy có đẹp không ạ? Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị thêm những cái giấy màu xanh
lá mả nữa các bạn ạ. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều các bạn. Và chúng ta sẽ cùng mình gấp vào và uốn nhé các bạn nhé. Đó. Một tờ mình có thể làm 4 cái được. Đó. Các bạn cứ làm theo mình thôi. Vô cùng là đơn giản, dễ làm và rất là đẹp các bạn nhé. Đó. Chúng ta tạo nhiều lên một chút bởi vì chúng ta sẽ để cái dạng cỏ nó dày dày lên một xíu, tạo lên được cái bức tranh vô cùng là đẹp. Đó. Khi mà chúng ta đã uốn xong rồi, chúng ta bắt đầu dán lại nha. Đấy, mình sẽ gấp một lượt thôi, không cần nhiều. Tẹo nữa mình sẽ gắn so le các bạn nhá. Đó. Các bạn cứ uốn cong và mình lật ngược lại là thế, là chúng ta sẽ được một cái dạng cỏ. Nó sẽ có cong hai đầu úp vào nhau. Đây. Đó. Các bạn thấy không ạ? Rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần làm theo y như video mà mình đang làm đây. Đó, các bạn có thể làm được nhé các bạn nhé. Mình chuẩn bị khá là nhiều những cái cỏ này. Chúng ta nên chuẩn bị hai màu sắc này tương đương với nhau nhá. Đừng để nhiều màu xanh quá hay là nhiều màu xanh lá mạ quá hay nhiều màu xanh lá cây quá, bởi vì khi mà mình làm ấy thì nó sẽ được đồng đều hơn, hai màu nó tương đương với nhau sẽ ok hơn các bạn nhá. Như vậy mình đã thấy là hòm khá là đủ rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang cái thành phần tiếp theo của cái đồ trang trí này. Ok, mình sẽ để sang bên nha. Thành phần tiếp theo của video của đồ trang trí này thì mình không thể thiếu được, nó là những bông hoa các bạn nhé. Những bông hoa thì mình sẽ dùng đó là màu đỏ các bạn ạ. Mình sẽ dùng màu đỏ các bạn nhé. Màu đỏ có hình vuông, kích thước là 7x7. Đây ạ. Đúng không ạ? 7x7 nhé. Thì chúng ta sẽ gấp này. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp chéo lại này, là hình tam giác. Ok. Tiếp theo đó gấp lên này, gấp dọc xuống này, và tiếp tục ngược lại. Và chúng ta sẽ cắt thôi. Nhưng mà chúng ta muốn đẹp thì chúng ta sẽ dùng những cái mà mình vừa mới làm một lần rồi đấy ạ. Đây, ví dụ như mình đã cắt sẵn rồi thì mình sẽ dùng cái này mình ướm lên và để mình cắt theo, tạo được những cái bông hoa có kích thước cũng như là kiểu dáng giống nhau, tránh cái tình trạng mình làm hoa to hoa bé các bạn ạ, thì cái đồ trang trí của mình sẽ không được đẹp. Vậy là mình cắt xong cái bông hoa rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ dùng bằng cách đẩy ngón tay này, bóp hai cánh lại,
Đó. Đây các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đó. Vậy là đã được một bông hoa rất là đẹp rồi ạ. Các bạn thấy có hay không ạ? Đây, mình hướng dẫn lại các bạn nhé. Mở ra này. Bóp cánh hoa lại. Cái này để ngửa ra này. Đó. Vậy là chúng ta đã được bông hoa rồi đấy ạ. Ở đây thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều những cái bông hoa như vậy. Đấy. Ok không? Rất là đẹp nha. Đó. Các bạn hãy thao tác giống như mình nhá. Nếu các bạn cảm thấy mình làm nhanh quá thì chúng ta có thể tua chậm lại để xem thật kỹ, làm xem có đúng không ạ. Nếu các bạn làm thấy hay thì hãy cho mình xin một like cũng như là một subscribe cho kênh YouTube của mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, ở đây mình chuẩn bị rất là nhiều những bông hoa rất là đẹp. Ok, những thành phần của mình đã hoàn thành. À, còn thiếu một chút. Đó là một cành cây, ok không? Ở đây thì mình có một cái cành cây có màu sắc là màu xanh lá mạ. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để quấn ra cái cành cây đó. Chúng ta sẽ quấn từ góc. Đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy có kích thước là 20x20 các bạn nhá. Quấn ở góc này. Các bạn thấy không? Nếu các bạn khó quấn ấy thì sẽ dùng lấy cái que để hỗ trợ. Ở đây mình quen tay rồi mình quấn cái là được luôn. Đấy, và mình sẽ quấn thẳng vào giữa này. Đó, các bạn thấy không? Vừa quấn vừa giữ cho nó chặt. Và cố định cái phần cuối của tờ giấy bằng keo nến các bạn nhé. Khi mà quấn xong rồi thì mình sẽ uốn này. Các bạn ạ, uốn tròn nó lại để tạo cái độ cong form cho cành cây. Khi mà uốn được rồi thì mình sẽ đè nó xuống này. Đó. Các bạn đè xuống tạo cái độ phẳng. Khi mà mình dán cái chiếc lá lên đấy thì nó sẽ rất là đẹp. Khi mà tạo được rồi thì chúng ta sẽ kéo lại những cái thành phần của mình đã làm rồi đấy ạ. Đó là những chiếc lá. Ở đây thì mình sẽ dùng là chiếc lá màu xanh lá cây các bạn nhá. Mình sẽ lựa những cái tờ là to trước các bạn. Và mình sẽ gắn luôn hai cái này vào nhau. Gắn vào trước các bạn ạ. Đấy. Để chúng ta gắn vào trước như này thì tí mình dán lên nó dễ. Đây lật ra này. Bởi vì mình cắt hai tờ một mà. Đó. Giữ luôn tay vào đây hai cái ba cái các bạn. Chúng ta cứ làm lần lượt thôi. Rất là đơn giản và đẹp. Năm cái.
6 cái. Bảy cái. Đó. Các bạn cứ đan chéo hai cái một để tí là mình dán lên nó sẽ rất là dễ, không bị tình trạng khó làm hay là xấu các bạn nhé. Bởi vì khi mà mình dán một cái một ấy thì nó sẽ làm cho cái đồ của mình nó không được đẹp, đến lượt những cái lá bé hơn. Chúng ta nên lựa chọn những cái lá có kích thước đều nhau để dán vào với nhau các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị những cái tờ những cái lá có kích thước khác nhau. Ví dụ có cái lá to thì mình cho ở dưới, cái lá bé thì mình cho ở trên, chứ không phải là kích thước đều bằng nhau các bạn nhé. Mình có thể tùy biến. Với cái bức tranh to hay nhỏ mình có thể để tạo lên được những cái đồ trang trí nó vừa vặn với cái sở thích của mình. Đó. Mình nghĩ là cũng sắp đủ rồi đấy ạ. Khi mà chúng ta đã chuẩn bị được hòm hòm rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để dán lên các bạn nhé. Đây, thì chúng ta sẽ dùng những cái lá to trước này, lá bé thì mình sẽ để ở dưới. Đây, chúng ta sẽ dán lên này. Đây. Một này. Tiếp tục nha. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Rất là đẹp các bạn nhé. 6 này. 10 những cái lá nhỏ hơn các bạn nhé. Mình chuẩn bị rất là nhiều các bạn. Thế nên là thoải mái để mọi người có thể thao tác. Và cái ở cuối cùng này này thì mình sẽ dùng một tờ thôi. Một bông thôi. Đó các bạn. Vậy là chúng ta đã tạo được một cành lá rất là đẹp để trang trí lên cái đồ bức tranh này. Vậy là chúng ta đã tạo được một cành rồi đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tạo một cành ấy thôi, còn mình sẽ đã chuẩn bị đó là một cành lửa rồi ạ. Màu sắc đó là màu xanh xanh lá mạ các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt tay vào phần trang trí cái bức tranh này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ để hai cái cành lên trước này các bạn ạ. Đó. Và mình sẽ cố định nó nha. Đây các bạn. Chúng ta sẽ cố định lên cái bức tranh này.
Ok, tiếp tục đến cảnh tiếp theo. Đó. Vậy là đã cố định được hai cái cành lá rất là đẹp rồi. Thì tiếp tục đến cái phần đó là trang trí những chiếc lá, những bụi cỏ các bạn nhé. Đây. Bụi cỏ thì mình cũng cứ thế là đặt lên thôi. Từng màu trước một này. Màu xanh này trước, xong đến màu xanh. Đây các bạn. Và đến màu xanh này nha. Xong rồi đến màu xanh. Đó, cứ thế thôi, đan xen. Đan xen màu xanh lá cây, xong đến màu xanh lá mạ. Đó các bạn. Đây, để mình quay này cho các bạn nhìn cho dễ nha. Tiếp tục thì chèn lên ở phần giữa. Đó. Chèn lên ở phần giữa. Cho cái đồ trang trí của mình sẽ được kiểu nhiều màu sắc hơn các bạn ạ. Dày dặn hơn. Đây các bạn. Đó. Mình đã thấy rất là đẹp rồi đấy. Ok. Khi mà mình đã trang trí được xong cái phần gọi là những cái cỏ đấy, thì mình sẽ bắt đầu trang trí lên là những bông hoa các bạn ạ. Đây, chúng ta chỉ việc đặt lên thôi. Những bông hoa thì vô cùng là đơn giản. Lở trên những cái bụi cây vô cùng là đẹp. Đó. Rất là đẹp các bạn ạ. Đó là nó nổi bật lên trên cái bức tranh này. Màu đỏ rất là đẹp. Tạo lên cái điểm nhấn cho bức tranh của mình.
Đó. Các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Ok. Vâng, vậy là cái đồ trang trí của mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để động viên kênh YouTube của mình, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa các bạn nhá. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.